Lâm Hùng khoe nhà vườn bạc tỷ. Quý vị và các bạn thân mến, hơn 10 năm đi hát, Lâm Hùng đã tích lũy khối tài sản lớn. Trong đó phải kể đến ngôi nhà vườn của nam ca sĩ tại thành phố Kiên Giang với khuôn viên rộng 4.000m². Là người có tình yêu với thiên nhiên cây cỏ, nên anh đã lựa chọn xây dựng không gian sống gần gũi với thiên nhiên. Ngôi nhà được khoác chiếc áo trắng tao nhã, tọa lạc giữa một không gian mở phủ đầy cây xanh, mang đến cái nhìn bắt mắt và tươi mát. Để thỏa mãn niềm đam mê cây cảnh, Lâm Hùng và gia đình đã trồng rất nhiều cây xanh cũng như các chủng loại cây ăn quả. Anh không ngại lặn lội đến các tỉnh thành trên cả nước để tìm mua những loại cây độc và lạ. Trong vườn nhà của nam ca sĩ có rất nhiều cây vạn tuế, sa la, lộc vừng, ngô đồng, chà là, với gốc cây cổ thụ, khoảng hai người ôm không xuể. Bộ sưu tập cây cảnh mang đến không gian sống tươi mát cho các thành viên trong gia đình. Theo suốt chiều dài khu nhà là những thảm cỏ xanh mướt men theo những phiến đá trải dọc làm lối đi. Nam ca sĩ cũng xây dựng những mái nhà chòi ngay trong sân vườn với đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Đây là nơi để anh đón tiếp bạn bè phương xa đến chơi và cũng là điểm hẹn của các thành viên gia đình trong những dịp trọng đại. Nhưng có lẽ ấn tượng hơn hết phải kể đến chính sự hiện diện của những chiếc bàn gỗ mộc mạc, tao nhã cho những buổi hàn huyên tâm sự. Đối với Lâm Hùng, ngôi nhà này là cội nguồn nơi anh sinh ra, lớn lên, nuôi dưỡng ước mơ cũng như chứng kiến sự trưởng thành mỗi ngày để anh có được những thành quả của hiện tại. Chính vì thế, dù hiện tại đã có cho riêng mình một căn hộ khang trang tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng ngôi nhà vườn này vẫn lưu giữ một kỷ niệm rất đặc biệt mà không gì có thể thay thế được đối với cuộc đời lẫn sự nghiệp của Lâm Hùng. Điều đặc biệt hơn, đây cũng chính là nơi đặt mộ phần, nơi yên nghỉ của bố mẹ anh. Nhân lễ Vu Lan, anh dành một tuần trở về chăm bẵm vườn tược, nhà cửa, cũng như chăm sóc mộ phần của bố mẹ. Lúc sinh thời, bố mẹ Lâm Hùng làm nghề đi buôn trên ghe thuyền có tiếng tại Rạch Giá. Đó cũng là lý do để nam ca sĩ chọn hình ảnh này để xây cất mộ phần cho đấng sinh thành. Những phiến đá cẩm thạch trắng trên mộ phần của ba mẹ đều được anh cất công lựa chọn tại Đà Nẵng, rồi thuê xe trở về quê nhà Kiên Giang để tự tay sửa sang cho nơi an nghỉ của bố mẹ một cách chỉnh chu nhất. Lâm Hùng cho biết, anh từng mất cân bằng trong cuộc sống khi bố mẹ qua đời. Anh chia sẻ, nỗi đau và mất mát quá lớn ấy khiến bản thân tôi không thể tập trung vào công việc ca hát, các dự án âm nhạc cũng vì thế bị bỏ ngỏ. Nhưng điều may mắn là bên cạnh tôi còn có những người bạn tốt, những người thân yêu và các fan. Chính sự động viên và yêu thương của mọi người đã giúp tôi vực dậy tinh thần để trở lại với công việc. Khi làm việc gì, tôi cũng làm cho bố mẹ trước rồi mới nghĩ đến bản thân sau. Ngôi nhà vườn này chính là nơi Lâm Hùng tìm về mỗi khi mệt mỏi trong cuộc sống. Vì tính chất công việc, Lâm Hùng không thường xuyên có mặt ở nhà. Chính vì thế, anh đã thuê người chăm sóc trông coi nhà vườn cũng như nơi an nghỉ của bố mẹ để mọi thứ luôn được chỉnh chu. Vào dịp lễ Vu Lan năm nay, nam ca sĩ đã quyết định không nhận show và dành hẳn một tuần để trở về Kiên Giang chăm sóc nhà cửa vườn tược cũng như mộ phần của bố mẹ. Lâm Hùng sinh ra và lớn lên trong một gia đình có năm anh chị em ở Rạch Giá, Kiên Giang. Lâm Hùng là gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng ở miền Tây từ năm 2002. Con đường đến với âm nhạc của Lâm Hùng rất chông gai, anh đã phải trải qua nhiều nghề và đi lang bạt nhiều nơi. Khánh Phương khoe nhà ở trung tâm Sài Gòn. Giọng ca chiếc khăn gió ấm sống cùng bố mẹ trong căn nhà riêng giá triệu đô tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn thân mến, trong khi nhiều ca sĩ của showbiz xuất thân khá hàn vi thì Khánh Phương may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có. Năm 1980, bố mẹ anh từ quê nhà Hải Dương vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Sau một thời gian làm ăn, tích góp, đã mua được khu đất hình chữ T ở mặt tiền, ở một con đường lớn thuộc quận 1. Từ đây, nhà anh xây một căn nhà 6 tầng với 5 tầng dùng để kinh doanh dịch vụ khách sạn và tầng trên cùng xây một căn hộ penthouse cho cả gia đình sống. Bố của Khánh Phương nhiều năm làm việc trong lĩnh vực xây dựng nên tự tay thiết kế ngôi nhà theo phong cách hiện đại. Phòng khách mang tông màu đỏ đô ấm cúng. Phòng khách thông với khu vực bếp gọn gàng tiện dụng. Ngăn cách giữa hai khu vực là một tủ kính nhỏ để vật dụng trang trí. Tấm ảnh của Khánh Phương được treo trang trọng gần chiếc TV hơn 40 inch. Trên tường nhà treo bức ảnh lớn ghi lại kỷ niệm khó quên của bố mẹ anh trong một lần đi du lịch ở Ao Vua, Hà Tây. Khánh Phương cho biết anh thấy mình may mắn vì có một gia đình hạnh phúc làm điểm tựa để anh yên tâm phát triển sự nghiệp. Phòng ngủ của bố mẹ nam ca sĩ khá rộng và tiện nghi. Trong phòng có cả bàn làm việc của bố anh, trên tường treo một số ảnh kỷ niệm của gia đình.
phòng ngủ của giọng ca Chiếc Khăn Gió Ấm được trang trí như trong khách sạn, nhưng vẫn có dấu ấn của gia đình qua những bức ảnh trên tường. Bên ngoài còn có khu vực tiểu cảnh thiên nhiên đẹp mắt. Phòng thờ được thiết kế gọn gàng ở một góc nhỏ bên hông nhà. Dưới tầng trệt của căn nhà trưng bày một bộ bàn ghế chạm trổ công phu hình rồng dùng làm nơi tiếp khách. Khu đất có hình chữ T nở hậu khá nhiều, được bố mẹ nam ca sĩ tận dụng tạo thành một góc vườn nhỏ. Ở đây có kê một bộ bàn ghế làm từ gốc cây khá độc đáo. Trong nhà còn có một phòng tập thể dục để các thành viên trong gia đình rèn luyện sức khỏe. Tính cả giá đất và tiền công xây dựng, ngôi nhà này có giá hàng triệu USD. Khánh Phương tình cảm chụp ảnh cùng mẹ, nam ca sĩ được gia đình hết lòng ủng hộ sự nghiệp ca hát. Nhà anh có chiếc bàn xoay tiện dụng khi cả nhà cùng ăn món lẩu. Trần nhà trang trí đèn chùm sang trọng, hát ánh sáng vàng ấm cúng xuống phòng ăn. Phòng khách thông với khu vực bếp và phòng ăn khá gọn gàng tiện dụng. Ngoài căn hộ còn có góc trang trí với bức tranh thiên nhiên làm từ những viên đá nhỏ. Góc vườn nhà xanh mát kê vài bộ ghế mây để mọi người ngồi uống trà thư giãn buổi sáng. Toàn cảnh góc vườn nhà Khánh Phương nhìn từ trên cao, tường của khu vườn được tận dụng tạo nên những bức tranh dân gian, tạo vẻ ấn tượng gần gũi với thiên nhiên. Căn nhà 6 tầng được thiết kế hệ thống thang máy, thang bộ bằng bê tông trong nhà và cả cầu thang xoắn ốc bên ngoài nhà. Nội thất đẹp choáng váng trong biệt thự triệu đô của Minh Hằng. Quý vị và các bạn thân mến, ca sĩ Minh Hằng khiến nhiều fan phải ghen tị khi nhiều lần đăng ảnh về biệt thự triệu đô hoành tráng của mình lên trang Facebook cá nhân. Dù còn rất trẻ nhưng ca sĩ Minh Hằng khiến nhiều người phải thán phục khi sở hữu khối tài sản đồ sộ. Một trong số đó là căn biệt thự triệu đô bề thế ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Một số hình ảnh cô đăng tải lên trang Facebook cá nhân ngầm tiết lộ chi tiết bên trong ngôi nhà mình. Có thể thấy bên trong biệt thự triệu đô của Minh Hằng được thiết kế hiện đại với loại nội thất mang phong cách hoàng gia. Những chiếc ghế nạm vàng sang trọng. Các gian phòng đều có diện tích rất rộng và thoáng. Không gian nhà bếp tách biệt với phòng khách. Phòng bếp gọn gàng, ngăn nắp. Cùng với đó là nhiều thiết bị nhà bếp được trang bị rất hiện đại. Một góc tủ đồ hiệu xa xỉ của nữ ca sĩ. Trong biệt thự của Minh Hằng còn có nhiều không gian thư giãn thoải mái như thế này. Cổng nhà bề thế đậm chất phương Tây. Lộ diện đại gia chống lưng cho Minh Hằng khiến Hà Hồ phát cáu. Mới đây, cư dân mạng lại tiếp tục truy tìm tung tích đại gia đứng phía sau Minh Hằng khiến Hà Hồ không được vui, dẫn tới việc chèn ép đàn em ngồi ghế giám khảo The Face. Ngay khi chuyện Hà Hồ chèn ép Minh Hằng được phơi bày, trên mạng xã hội lại dấy lên tin đồn Minh Hằng có đại gia chống lưng. Không phải từ sự kiện này mới rộ lên tin đồn đại gia của Minh Hằng, mà trước thời điểm nữ diễn viên kim ca sĩ ký hợp đồng làm đại sứ cho thương hiệu, cho tập đoàn THM. Còn nhớ vào sáng ngày 25 tháng 9 năm 2016, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết đại sứ thương hiệu của tập đoàn THM và Minh Hằng. Theo đó, Minh Hằng sẽ đồng hành cùng THM trong việc quảng bá rộng rãi hình ảnh qua thương hiệu của tập đoàn kinh doanh bất động sản hàng đầu Việt Nam đến các đối tác, khách hàng trong nước và quốc tế. Với vẻ đẹp sang trọng, ngọt ngào cùng sự thông minh tinh tế, hình ảnh của Minh Hằng được đánh giá là phù hợp với các công trình kiến trúc sang trọng, đẳng cấp với chất lượng cao cấp bậc nhất của tập đoàn THM. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của tập đoàn THM từ năm 1993 đến nay là ông Đỗ A. D., gương mặt nổi tiếng trên thị trường bất động sản với những dự án nghìn tỷ. Nhắc đến Đỗ A. D., người trong giới kinh doanh hầu như đều biết tiếng tăm, làm ăn với rất nhiều ý tưởng táo bạo của ông. Vị đại gia khét tiếng sinh năm 1962, ông còn là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán M Việt từ năm 2015 đến nay. Hai công ty nêu trên hoạt động trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, đồ nội thất may tre cao cấp, khách sạn dịch vụ vận tải, công cộng bằng taxi, tài chính, bất động sản. Khác với những vị đại gia khác thích có người đẹp vây quanh, ông chỉ có một người vợ chính thức đã mất vì bệnh hiểm nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2005. Con trai cả DH Minh hiện đảm nhiệm vị trí giám đốc kinh doanh của tập đoàn THM. DH Minh có biệt danh là Dennis Đỗ và là bạn thân của Seung Ri, em út nhóm Big Bang. Hồi tháng 1 năm 2017, nam ca sĩ Seung Ri của nhóm Big Bang
đã đáp chuyến bay từ Hàn Quốc tới Việt Nam gặp lại bạn thân Dennis Đỗ. Tại đây Minh Hằng gây ấn tượng với nụ cười rạng rỡ, gương mặt xinh đẹp cùng bộ váy lộng lẫy. Cô đại diện cho tập đoàn THM trao nhà cho Seon Ri. Minh Hằng là nghệ sĩ Việt hiếm hoi được giao lưu với cậu em út nhóm Big Bang trong lần thứ hai trở lại Hà Nội. Qua những dự kiện trên, một vài người dự đoán nếu có đại gia chống lưng cho Minh Hằng như tin đồn thì có lẽ đó là ông Đỗ AD. Nhiều người cho rằng Minh Hằng thông minh và biết chọn cho mình người yêu danh giá. Nếu đây là sự thật, chuyện Minh Hằng vào hào môn sẽ là tin chấn động tiếp theo của showbiz. Cô nghiễm nhiên sẽ trở thành phu nhân của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn lớn nhất nhì Việt Nam, trong khi nhiều người đẹp khác cứ mãi vận làm người tình, bé mọn cho nhiều đại gia. Take a body, 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 take a body